Còn bên phía bên tôi thì anh biết là mấy trận nay chúng tôi không có tiền đạo. Các tiền đạo của tôi không làm việc hiệu quả. Thì khi mà tấn công nhiều nhưng mà không có bàn thắng thì chúng tôi trả giá thôi. Ngay từ đầu giải tôi cũng đã phát biểu rồi. Tôi nói là năm nay cái hàng công của chúng tôi không đạt phong độ cao. Tôi đã nói nhiều, chắc là báo chí cũng đã nói nhiều, bảo là tôi chỉ trích. Nhưng mà thật ra các bạn thấy Đức Chinh chơi tôi không hài lòng chút nào. Nói lý do anh ta dự bị suốt. Và mít lô thì tất nhiên đáng lẽ tôi không sử dụng nhiều, nhưng hiện tại giờ chúng tôi không còn tiền đạo nữa. Những tiền đạo ngoại của tôi thì mới chấn thương quay lại. Mới chấn thương quay trở lại thì họ cũng không đạt được phong độ cao nhất. Cái cầu thủ Ba Chiếc số 97 anh ta mới bị lật xương vai mới quay lại thì phong độ không cao. Đức Chinh thì không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mít lô thì lớn tuổi rồi. Trong tay tôi chỉ có một tiền đạo duy nhất là Mít lô và Đức Chinh. Nhà Bức Chinh thì thấy bây giờ phong độ xuống quá. Nếu như tôi có thời gian thì tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho anh ta nghỉ ngơi. Và tôi có những bài tập khác cho anh ta. Nhưng bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào. Tôi phải buộc anh ta phải hòa đồng với đội bóng để tập luyện. Tuy nhiên tôi có những cái giáo án riêng dành cho anh ta. Cái điều quan trọng của Đức Chinh bây giờ là anh thấy là phong độ và thể lực. Thể lực không đảm bảo. Nếu như thể lực anh ta đảm bảo thì những tình huống hồi nãy anh ta xử lý tốt hơn. Không có đá vu vơ như thế. Những tình huống một mình một bóng anh ta cứ cầm bóng đá, tôi không hiểu là đá cho ai. Tôi mới vừa nhắc, tôi không hiểu là Đức Chinh đá cho ai. Không có hồn gì hết. Tất nhiên Đức Chinh thì gần đây nói quá nhiều, tôi cũng mong là tôi không nhắc đến anh ta nhiều nữa. Tôi để cho anh ta tự tâm để anh ta chơi. Tôi muốn hỏi là thời gian vừa rồi thì huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có một cái lời nhận xét tương đối là gây sốc khi nói rằng là Hà Đức Chinh hiện nay đang không có được cái phong độ đủ tốt, và thậm chí là không có lý do thì huấn luyện viên trưởng có cái lên đội tuyển. Và trong mắt của thầy thì thầy đánh giá Hà Đức Chinh như thế nào, và thầy đã làm công tác tư tưởng như thế nào cho Hà Đức Chinh để cậu ấy vẫn tự tin và vẫn có thể phát triển cái tiềm năng của mình trở thành tài năng như chúng ta mong muốn. Tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Đà Nẵng. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như mà Hà Đức Chinh mà có phong độ không tốt thì có lẽ là ở câu lạc bộ cũng nên làm thế nào để cho Hà Đức Chinh có phong độ cho tốt. Theo tôi biết thì là năm ngoái thì chỉ cho phép là hai cầu thủ nước ngoài thi đấu thôi, đăng ký thi đấu. Nhưng năm nay là hình như số lượng ngoại binh là tăng lên một người nữa. Chúng ta cũng biết là đến hiện nay có thể nói là cái giải vô địch của chúng ta hoặc là giải chuyên nghiệp của chúng ta đến 70-80% các tiền đạo đều là tiền đạo ngoại. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì như thế này, sắp tới chúng ta sẽ khó sản sinh ra các tiền đạo của Việt Nam. Tôi đã xem trận đấu giữa Đà Nẵng và Việt Nam và tôi thấy là hai nếu không đấu xong cũng biết chưa có quý vị chờ xử đó. Tất nhiên về có thể là nguyên nhân mà không đấu tốt và đương nhiên có thể là do chính bản thân của nó. Có lẽ là chúng ta cần phải suy nghĩ xem là cái việc mà sử dụng các cái tiền đạo ngoại như thế thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái bóng đá của chúng ta. Tôi thì hoàn toàn không có ý gọi là coi thường các cầu thủ ngoại, nhưng chúng ta cũng có cảm thấy là các cầu thủ ngoại, đặc biệt là các cầu thủ thi đấu ở cái hàng tấn công đó, họ đều rất là to lớn và thể lực rất là tốt, và chúng ta thấy rất nhiều người họ chơi bóng bộ, họ rót bóng bộ cho cái cầu thủ đó. Chúng ta cũng biết là đối với cái hàng bảo vệ của chúng ta thì so với lại các cái tiền đạo ngoại chúng ta thấy là họ cái về mặt thể hình thì lượng là họ kém hơn. Nhiều khi tôi nghĩ là không biết là cái đó chúng ta cũng phải cần phải suy nghĩ lại xem là quả nhiên cái việc ứng dụng đó nó có phù hợp với bóng đá Việt Nam không. Chúng ta cũng biết là cái việc mà chúng ta tăng thêm một cầu thủ ngoại cho một đội nào đó nó thực ra nó là liên quan trực tiếp đến vấn đề của bóng đá Việt Nam. 70-80% các đội bây giờ đều sử dụng thủ ngoại. Bây giờ tôi hỏi lại một chút, nếu như đội Đà Nẵng mà sử dụng đến hai tiền đạo ngoại như thế thì bây giờ Hà Đức Chinh phải làm gì để cạnh tranh được hai cầu thủ đó? Tôi xin nói thêm, tôi giải thích thêm một chút nữa. Đối với các giải của châu Âu thì chúng ta biết là họ của châu Âu, cho nên việc di chuyển các cầu thủ là họ không có giới hạn. Cứ như xin đại từ từ nè, kiến thức từ kiến thức từ kỹ, hiểu được nó hành động hay gì đó, nó có đúng gì không? 공부가 수요가 공부가 수요 공급이 꺼내야 되지 만 우리는 지금 대구 나라에서 대구가 있는 chúng ta lấy ví dụ như Brazil thì đây là một tiền Tây Ban Nha, mặc dù là ở trong nước á, thì cầu thủ nước ngoài rất là nhiều, nhưng họ trong ngoài nước ngoài thi đấu rất là nhiều. Hay nói cách khác là đó là thị trường, quy mô của thị trường rất lớn, và thị trường đó nó đầy đủ cái yếu tố là cung cầu để giúp cho cầu thủ. Ở Việt Nam chúng ta thì hơn thị trường, chúng ta thấy là cái cung và cái cầu thì nó là nó chưa được
chưa, nó không phải như thế. 우리는 아직 수용 공급이 되지 않습니다. Chúng ta đang cái gọi là cái công và cái cầu của chúng ta có thể nói là vẫn chưa đạt được. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.